cá điêu hồng á, mọi người đừng có đem chiên, cũng đừng kho, làm ngay cái món này đảm bảo luôn là cả nhà ai cũng mê hết trơn á. Bữa nay em Tiên đẩy mọi người cái món cá điêu hồng hấp chua ngọt, cái món này vừa thơm ngon nè, lạ miệng mà lại không lôi dầu mỡ nữa. Rồi bây giờ mà tất cả mọi người cùng Tiên nhà bếp làm món này nha. Đầu tiên là bắp cải sẽ ngâm nước muối rửa thiệt là sạch, còn cá điêu hồng á là sẽ khứa xéo như vậy nè. Rồi em sẽ hấp cách thủy sơ qua khoảng tầm 10 phút nha. Trong cái thời gian hấp cá thì em sẽ làm nước sốt chua ngọt. Cho vô đây là 2 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước mắm, 5 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng nước lọc. Kế tiếp nữa là mình cho tỏi ớt băm nhuyễn vô, xong rồi phải đều lên. Vậy là xong cái phần nước sốt chua ngọt rồi nha. Cái món này là mình ăn nóng, ăn trực tiếp trên cái lò luôn, cho nên mọi người đừng sợ bị tanh nha. Bắp cải là cho nằm ở dưới, xong rồi là cho cá lên, rước phần nước sốt chua ngọt lên. Rồi em sẽ để cho nó thấm khoảng tầm 5 phút nha. Rồi sẵn đây em Tiên giới thiệu cho mấy chị cái chai tinh dầu nước hoa Pháp LD bệnh mà bên em có 36 mùa, nam và nữ đều có. Mấy bữa nay là khách của em nhận nước hoa xong rồi á là quay lại khen quá trời luôn mấy chị. Chuyện là sáng nay có con bé kia nhắn tin cho em phản hồi: chị Tiên ơi, nước hoa của chị em xài xịt đôi quần áo xong rồi giặt đồ vẫn còn thơm luôn á. Ơi là trời, công nhận luôn là nghe được cái phản hồi khách của em mà em mắc ruột dễ sợ luôn mấy chị. Cái chai tinh dầu nước hoa Pháp bên em á là lưu huân thơm trên da là 24 tiếng, còn lưu huân thơm trên quần áo là 2 đến 3 ngày luôn. Một chai như vậy là có 12ml, mấy chị đi đâu cũng có thể bỏ túi băng theo hết trơn á. Cũng sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi, nhà giáo Việt Nam mấy chị có thể làm quà tặng cô giáo thầy giáo rất là sang xịn luôn. Mọi người có tham khảo nước hoa nhắn cho em tư vấn cho nha. Rồi bây giờ em mà tất cả mọi người ăn cá điêu hồng hấp chua ngọt với em nha. Ăn nóng trên cái lò này không hề bị tan đâu, em có ăn kèm với bún rau cải, có bánh tráng cuốn nên hết sảy luôn rồi. Rồi mà tất cả mọi người nha.